Tiết 11. Những quấn thị về Bồ Đề Tâm. Về Bồ Đề Tâm, trong nội điển có thuyết minh rất nhiều. Nay chỉ xin trích lục ít đoạn nơi Kinh Hoa Nghiêm để chư vị đồng tu thể nhận. Này thiện nam tử, bậc Bồ Tát phát lòng vô thượng Bồ Đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh, khởi lòng cúng dường chư Phật, cứu cánh thừa sự, khởi lòng khắp cầu chánh pháp tất cả không sản thiết, khởi lòng thú hướng rộng lớn cầu nhất thiết trí, khởi lòng đại từ vô lượng khắp nhiếp tất cả chúng sanh, khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình mặc áo giáp kiên thể để cầu bát nhã ba la mật, khởi lòng không xiểm dối vì cầu được trí như thật, khởi lòng thực hành y như lời nói để tu đạo Bồ Tát, khởi lòng không dối với chư Phật vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả Như Lai, khởi lòng nguyện cầu nhất thiết trí cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sanh không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế nên được sanh vào nhà Như Lai. Này thiện nam tử, như người học bắn, trước phải tập thế đứng, sau mới học đến cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhất thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, ví như Dương Tử tuy hãy còn thơ ấu, song tất cả đại thần đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát hạnh, song tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải kính trọng nể gì. Thiện nam tử, như Thái Tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, song đã đủ tướng trạng của vua, các bầy tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sanh tôn quý. Cũng thế, Bồ Tát tuy đối với tất cả nghiệp phiền não chưa được tự tại, song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng vị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ chủng tánh đứng và bậc nhất. Thiện nam tử, như người máy bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì các thân phần trời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ Đề Tâm thì các hạnh đều phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, như chất kim cương tất cả vật không thể phá hoại, trái lại có thể phá hoại tất cả vật, song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề Tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời, trong vô số kiếp, giáo hóa chúng sanh, tu các khổ hạnh, việc hàng vị thừa không thể làm đều làm được, song kết cuộc vẫn chẳng chán mỏi, giảm hư. Phổ Hiền Bồ Tát bảo, thiện nam tử, Bồ Tát vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm, vì trừ diệt khổ tụ cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm, vì đem cho tất cả chúng sanh sự an vui đầy đủ nên phát Bồ Đề Tâm, vì dứt trừ sự ngu tối cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm, vì đem lại Phật trí cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm, vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm, vì tùy thuận lời dạy Như Lai khiến chư Phật hoan hỷ nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn thấy sắc thân tướng hảo của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn vào trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn hiển hiện các đức lực vô quý của chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Như thế, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn và chư Bồ Tát đã thuyết minh rộng rãi về công đức của Bồ Đề Tâm. Trên đây chỉ lược trích một vài yếu điểm. Kinh văn cũng có nói: cửa yếu vào đạo, trước phải phát tâm; việc yếu tu hành, trước nên lập nguyện. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bền chắc, thì dù trải qua vô lượng kiếp, vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi. Dù có tu hành cũng khó tinh tấn và chỉ luống công khổ nhọc. Do đó nên biết, muốn học Phật đạo
quyết phải phát Bồ Đề tâm, không thể trì quẩn. Bởi thế khi xưa Tịnh Nam Đại Sư đã soạn ra Phát Bồ Đề Tâm Văn để khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, Ngài theo các tâm nguyện mà trình bày sự phát tâm thành tám cách: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Xin tóm đại lược như sau. 1. Có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài hoặc cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại hay mong quả phước tương lai mà phát lòng Bồ Đề. Phát tâm như thế gọi là tà. 2. Như chẳng cầu danh lợi, không tham cảnh vui cùng mong quả phước, chỉ vì thoát vòng sanh tử, lợi mình lợi sanh mà cầu đạo Bồ Đề, phát tâm như thế gọi là chánh. 3. Mỗi niệm trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường Bồ Đề dài xa mà không khiếp, thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sờn, tâm bền vững như lên núi, quyết đến đảnh, như leo tháp quyết đến chót, phát tâm như thế gọi là chân, thật. 4. Có tội lỗi không sám hối chừa cãi, ngoài giường trong sạch, trong thật nhớp nhơ, trước tinh tấn, sau biến lười, dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lời danh, có pháp đành song bị tội lỗi làm ô nhiễm, phát tâm mà còn những điều này gọi là ngụy, dối. 5. Cõi chúng sanh hết, nguyện mới hết, đạo Bồ Đề thành, nguyện mới thành, phát tâm như thế gọi là đại. 6. Xem tam giới như tù ngục, sanh tử như quan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người, phát tâm theo quan niệm này gọi là tiểu. 7. Thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ, nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt, phát tâm như thế gọi là thiên, lệch. 8. Biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự tánh, nên nguyện độ nguyện thành, tu công đức, không thấy mình có tu độ chúng sanh, không thấy có chúng sanh được độ, phát tâm như thế gọi là viên, tròn. Trong tám cách như trên, tà, ngụy, thiên, tiểu nên bỏ, chân, chánh, viên, đại nên theo. Được như thế mới là phát Bồ Đề tâm đúng cách. Trong văn, Tịnh Nam Đại Sư đã khuyên đại chúng nên nghĩ đến 10 nhân duyên để phát tâm. 10 nhân duyên ấy là: vì nghĩ đến ơn Phật, vì công ơn cha mẹ, vì nhớ ơn sư trưởng, vì tưởng ơn tín thí, vì biết ơn chúng sanh, vì lo khổ sanh tử, tôn trọng tánh linh, vì sám trừ nghiệp chướng, vì hộ trì chánh pháp, vì cầu sanh tịnh độ. Nơi điều cầu tịnh độ, Ngài dẫn một lời kinh Di Đà và bảo: kinh văn nói, không thể dùng chút ít căn lành phước đức nhân duyên được sanh về nước kia. Thế thì biết phải có nhiều căn lành phước đức mới được vãng sanh Cực Lạc. Nhưng nhiều căn lành không chi hơn phát Bồ Đề tâm, nhiều phước đức không chi hơn trì danh hiệu, nhiếp tâm niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân thật phát lòng Bồ Đề hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ chắc hai nhân duyên này quyết định được sanh Cực Lạc. Qua những lời dạy của Phật, Bồ Tát, Tổ sư ở trên, ta thấy phát Bồ Đề tâm là điều rất quan yếu trên đường hành đạo. Mục C. Ba sự kiện thiết yếu đối với Bồ Đề tâm. Tiết 12. Đường sanh tử nhiều nguy hiểm. Đường vào giường giác ngộ có nhiều cửa, hành giả trước tiên phải lấy tâm Đại Bồ Đề làm khởi điểm chánh chân, rồi tùy căn cơ sở thích, muốn tu theo pháp môn nào cũng tốt. Trên đường tu, nếu luận về căn cơ, thì môn tịnh độ bao gồm cả ba căn: thượng, trung, hạ. Chẳng những hạng phàm thường mà các bậc Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều nguyện giảng sanh. Nếu luận về thời tiết, thì thời mạt pháp này, chúng sanh phần nhiều tâm tạp, chướng nặng, môn tịnh độ thật dễ hành, lại có thể trong một đời được giảng sanh giải thoát. Nhưng nếu luận về sở thích,
thì riêng môn tịnh độ không thể thỏa mãn được hết mọi người. Vì thế, Đức Như Lai mới nói nhiều pháp môn, đại khái như những gì có tâm hùng tráng, ưa sự giản dị, trực thiệp trong sáng thì thích về thiền tông, những gì ưa sự thần thông linh ứng kỳ bí thích tu về mật tông, những gì ưa lý luận cần phân tích cho xác thật rành rẽ mới chịu tin tưởng làm theo thích tu về duy thức tông. Trong mỗi tông lại có nhiều chi tiết khác biệt mà mỗi người hành trì không giống nhau. Tuy nhiên trong đời mạt pháp, hành giả đã phát đại bồ đề tâm, thề độ mình độ sanh mà muốn bảo đảm cho tâm ấy thành tựu, không bị thối thất, dù tu các môn khác cũng nên kiêm hành tịnh độ để cầu giảng sanh. Tại sao thế? Trong đây có ba sự kiện thiết yếu, xin tuần tự kể Phật đại lược. Tâm nẻo sống chết luân hồi, có nhiều hiểm nguy, chướng nạn cho đường tu. Muốn thoát cảnh hiểm luân hồi để bảo đảm tâm bồ đề không thối thất, phải cầu sanh tịnh độ. Đây là sự kiện thiết yếu trước tiên mà hành giả cần lưu ý. Tiên Đức Hằng răng nhắc, nếu tu mà không chuyên cầu giải thoát, thì sự tu nơi kiếp này là mối thù trong kiếp thứ ba. Sở dĩ có việc ấy, bởi kiếp thứ nhất lo kham khổ tu hành, nên chuyển sanh qua kiếp thứ nhì được hưởng quả báo thông minh, giàu sang, quyền thế. Trong kiếp thứ hai này, do giàu sang nên dễ mê theo cảnh quyền quý, vợ đẹp, con xinh, cùng các thú vui vật chất nơi cõi trần. Đã nếm mùi dục lạc, tất dễ sanh đắm nhiễm. Càng đắm nhiễm, càng đi đến chỗ sa đọa tối tâm, dám làm nhiều điều ác để củng cố lợi quyền và thỏa lòng tham vọng. Kiếp thứ nhì đã gieo nhân như thế, kiếp thứ ba làm sao khỏi bị đọa lạc tam đồ? Có kẻ gạn, kiếp trước đã có công tu, gieo nhân tốt, không lẽ sang kiếp thứ nhì trí huệ căn lành đều mất để đến nỗi phải bị sa đọa hay sao? Xin đáp, căn lành tuy có, nhưng nghiệp ác từ vô lượng kiếp chưa phải đã tiêu trừ, mà trong cảnh trần, việc lành rất khó làm như leo lên cây cao, điều ác rất dễ phạm như tuột xuống dốc lở. Người xưa đã chẳng bảo, trọn đời làm lành, lành còn chẳng đủ, một ngày làm ác, ác tự có dư đó ư. Như những người giàu sang quyền thế mà chúng ta hiện thấy, kiếp trước họ đều có ít nhiều công đức bố thí tu phước làm lành, nhưng kẻ hướng về nẻo thiện không bao nhiêu, người say đắm danh lợi vinh hoa lại chiếm phần đa số. Thử hỏi có mấy vị đỗ cao quyền quý chịu xuất gia, sống một cuộc đời khắc khổ đạm bạc, hướng về mục đích giải thoát thanh cao. Ngay như người xuất gia khi chưa có địa vị còn kham nhẫn tu hành, lúc đã được quyền danh nhiều kẻ lễ bái tôn trọng cúng dường, lại dễ bị cảnh phù trần ràng buộc. Hiện tại ta thấy có biết bao hàng tăng ni thiện tín, trước còn tinh tấn hành trì, sau lần lần biến trễ bỏ tu hoặc hoàn tục thối đạo, nói chi đến kiếp sau. Ở cõi người còn như thế, nếu sanh lên cõi trời, cảnh vui ngũ dục quá nhiệm màu lại còn khó tu hơn nữa. Đó là nói những gì có phước, còn những người ít phước sống một cuộc đời nghèo khổ quá cũng khó tu. Hoặc tuy giàu hạng trung lưu, nhưng giữa đời này tà đạo dẫy đầy, trong chánh pháp bậc thiện hữu tri thức khó gặp, nẻo đường giải thoát không phải dễ tìm. Đến như chúng sanh trong ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì việc tu niệm thật là khó đến muôn phần, vì các loài ấy ngu tối, thân tâm hằng ở trong cảnh khổ. Kiếp luân hồi có nhiều hiểm nạn như thế, nếu không cầu sanh tịnh độ để thoát ly, tất khó bảo đảm tâm bồ đề không bị thối thất. Tiết 13. Cần giải thoát ngay trong hiện kiếp. Trong thời mạt pháp, nếu chỉ tu môn khác không kiêm cầu tịnh độ, tất khó giải thoát ngay trong một đời. Nếu đời này không được giải thoát, bị mê trong nẻo luân hồi, thì tất cả tâm nguyện sẽ thành hư tưởng. Đây là sự kiện thiết yếu thứ hai mà hành giả cần lưu ý. Các hành giả tu theo những pháp môn khác, duy trọng về tự lực, lập tâm trường cửu, quan niệm mỗi đời cứ tiến tu, dù đời này không được giải thoát, trong những kiếp sau cũng sẽ thành đạo. Nhưng có một điều cần để ý là liệu đời sau sẽ được bảo đảm chắc chắn cho ta tiếp tục tu nữa chăng? Bởi khi chưa là bậc đắc đạo, lúc chuyển sanh tất phải hôn mê, dễ quên tâm nguyện tu hành kiếp trước. Nơi cảnh trần, duyên tiến đạo thì ít, duyên thối đạo lại nhiều. Biết bao vị xuất gia lúc chuyển sanh không thể tiến tu như các sự tích đã lược trần trong chương thứ nhất. Kinh nói, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai.
Cách ấm là trải cách từ ấm thân này sang ấm thân khác, như thân hiện tại là tiền ấm, chuyển sanh thân kiếp sau gọi là hậu ấm, trải qua sự xen cách từ thân trước đến thân sau như thế. Bậc Bồ Tát chưa đắc đạo phải bị hôn mê. Trong kinh có nơi khác lại nói, hạng phàm thường khi nhập thai, trụ thai và xuất thai đều hôn mê. Bậc chuyển luân thánh dương do phước báo, lúc nhập thai thì biết, khi trụ thai xuất thai phải bị hôn mê. Hàng thánh văn lúc nhập thai trụ thai đều có thể tỉnh biết, song khi xuất thai lại hôn mê. Duy có bậc Bồ Tát chứng vô sanh nhẫn, lúc nhập thai trụ thai và xuất thai đều tỉnh giác. Đôi khi hạng phàm phu do nghiệp duyên đặc biệt cũng nhớ được kiếp trước, nhưng đây chỉ là trường hợp ít có trong muôn một. Hoặc đó là Bồ Tát thị hiện để cho chúng sanh biết có luân hồi. Ngoài ra tất cả khi chuyển sanh đều bị mê muội. Khi đã hôn mê thì bao nhiêu sự hiểu biết về đạo lý và những tâm nguyện nơi kiếp trước đều bị vô minh che lấp khiến cho lãng quên. Vượt qua chỗ kiến văn, bút giả từng nghe có vị thuật lại, lúc trẻ tuổi mỗi khi nằm mơ thấy mình bay tự do cao vút đi khắp mọi nơi, tuổi càng lớn lại thấy bay thấp lần lần, sao không còn bay được nữa. Trong quyển Phật học Chi Nam có chuyện kể ông Diên Thủ Đồng, người ở đất Trường Sơn bên Trung Hoa, lúc 4-5 tuổi trong đêm tối thấy rõ các vật như ban ngày. Mấy năm kế sự thấy mờ giảm lần, từ 10 tuổi trở lên ông không còn thấy nữa, chỉ đôi khi nửa đêm thức dậy ngẫu nhiên thấy rõ được trong giây lát. Khoảng 17 tuổi về sau, 2-3 năm mới thấy một lần, nhưng chỉ lóe sáng lên rồi tắt mất. Những vị này kiếp trước đều có tu, nhưng khi chuyển thế bị mê đi, kế đó trần nhiễm càng sâu, thần minh càng tiêu giảm. Có những vị như vị Thiên Đại Hạt Tử ở Nhật Bản, Ngụy Tịch Phủ ở Trung Hoa, ngồi một nơi thấy rõ những vật xung quanh cách xa đến mấy mươi dặm. Có nhiều người thấy được vật dưới đất, sự việc cách tường vách hoặc đồ để trong túi của quần chúng mà thế gian gọi là thiên nhãn, nhưng họ không chịu tu. Bởi thế, lần lần sự thấy suy giảm, kết cuộc cũng không thường nhân. Lại có những vị xem sách một lần rồi gấp lại đọc thuộc lòng không sai một chữ, hoặc văn tài mau lẹ, xuống bút thành phú, mở miệng thành thi, nhưng không chịu tu hành, đôi khi trở lại bài bác đạo Phật. Cổ Đức bình luận những người sau này kiếp trước tu thiền định đến trình độ khá cao, đã có chỗ sở đắc, nhưng bởi những vị hành trì theo tông môn chỉ nhận ngay tự tâm, phá trừ Phật kiến, Pháp kiến, nghĩa là để tâm trống không, chẳng thấy có Phật và Pháp, nên khi chưa chứng đạo phải chuyển sanh trở lại, duy bằng cứ vào sự thông minh của mình, không ưa thích đạo Phật. Các bậc xưa còn như thế, người tu hiện tại sợ đắc phòng có là bao. Như lời Phật Quyền Ký, đời mặt Pháp người tu thì nhiều, nhưng khó có ai đắc đạo. Mà khi chưa chứng đạo, nếu còn nghiệp lực nhỏ như sợi tơ cũng bị luân hồi. Dù có một vài vị ngộ đạo, nhưng ngộ chưa phải là chứng. Chỉ do sức định chế phục nghiệp thức khiến cho lắng động lại, nên tạm được khai tâm, lúc chuyển sanh vẫn còn bị hôn mê không được tự tại. Đến kiếp sau, duyên tiếng đạo thì ít, cảnh thối đạo lại nhiều, nguyện giải thoát đã thấy khó bảo toàn chắc chắn. Về sự ngộ đạo còn bị thối thất, Cổ Đức đã có 3 điều thí dụ. Điều thứ nhất, như dùng tảng đá đè lên cỏ dại, cỏ tuy không mọc được nhưng củ nó chưa hư thối. Nếu gặp duyên khác, tảng đá bị lật lên, cỏ vẫn mọc lại như cũ. Điều thứ hai, như lóng nước trong chum, bùn tuy lắng xuống nằm im tận đáy, nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy động, bùn lại nổi lên. Điều thứ ba, như đồ gốm tuy nắng thành hình, nhưng chưa trải qua một phen nung lại cho chắc, gặp mưa xuống tất phải bị tan rã. Trạng huống ngộ đạo khi chuyển sanh dễ bị thối thất cũng là như thế. Đời mặt Pháp, người tu có mấy ai ngộ đạo? Ngộ đạo không phải là dễ. Như thuở xưa, Hương Lâm thiền sư dụng tử công phu trong 40 năm mới dung luyện thành một khối. Ngài Trường Khánh Nhàn ngồi rách mười mấy chiếc bồ đoàn mới được thấy tánh bản lai. Người đời nay, trừ một vài vị thánh nhân, ứng thân, thị hiện để làm mô phạm cho quần chúng, ngoài ra các vị khác tu thiền chỉ tạm được thân tâm an tĩnh hoặc thấy thiện cảnh giới là cùng. Dù đã ngộ đạo, khi chuyển sanh vẫn còn có thể bị chướng nạn như những điều đã kể trên.
đường sanh tử có nhiều nguy hiểm, đáng e ngại với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho nên, nếu bảo không sợ sanh tử, đó là chỉ lối suy tư của người thiển cận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chánh pháp đã lần lần ẩn diệt trên thế giới, nơi nào ảnh hưởng duy vật tràn đến là đạo Phật không còn. Đã có nhiều nơi chùa chiền bị hủy phá, kinh sách bị thiêu đốt, tăng ni phải hoàn tục, hàng thiện tín không được tu, dù cho ngày kia có được phục hồi cũng phải bị biến thể và tiêu hao một phần lớn. Mong chuyển sanh để tiếp tục tu hành với một nền đạo suy tàn, thiếu bậc cao tăng dìu dắt, lấy đâu làm duyên tốt, tiến đạo để giải thoát trong tương lai. Cho nên, muốn bảo đảm tâm Bồ Đề không bị thối thất, phải tu tịnh độ, dù tu các môn khác cũng nên kiêm niệm Phật, phát nguyện giảng sanh về cực lạc. Đây là lời khuyến tấn chung của các bậc tiên đức như các ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Kiên Mật, Ấn Quang. Tiết 14. Làm thế nào để thành mãn Bồ Đề Tâm? Đã phát Bồ Đề Tâm, suy tư kỹ đối với căn cảnh thời nay, phải dùng phương tiện nào cho tâm ấy được thành tựu viên mãn? Muốn cho sự tự lợi tự tha của nguyện Bồ Đề được toàn vẹn, không chỉ hơn cầu sanh tịnh độ, đây là sự kiện thiết yếu thứ ba mà hành giả cần lưu ý. Một vị cao đức thời xưa sau khi phát đại nguyện tu hành đã thốt ra câu: Thế gian xuất thế cùng suy khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai? Thế gian xuất thế tư duy biến, bất niệm Di Đà cánh niệm thùy. Quả thật, khi xem qua lời này, rồi suy lường so sánh từ pháp môn đến căn cơ và hoàn cảnh thời nay, có lẽ tu tịnh độ là đường an ổn vẹn toàn nhất. Có người hỏi, đã phát tâm độ sanh thì nên trụ ở thế giới Ta Bà, vì nơi ấy có nhiều chúng sanh khổ, cần phải tế độ, tại sao lại cầu sanh về Tây Phương? Xin thử hỏi lại, độ sanh cần có điều kiện chi để thực hiện? Phải chăng là cần có phước đức, trí huệ, biện tài, thần thông, tướng hảo, mà trong những phương diện ấy, chúng ta đã có một phần nào chưa? Chỉ riêng về điểm phá phiền hoặc để phát sanh trí huệ cho khỏi bị trần cảnh làm mê còn là điều không phải dễ. Cổ đức đã bảo, đoạn kiến hoặc khó như ngăn dòng nước 40 dặm. Như thế, nói chi đến đoạn tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh. Kiến hoặc nói đơn giản là những phiền não thấy chấp về phần thô, tư hoặc là phiền não về phần tế. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã huân tập vào tâm thức những ô nhiễm tham sân si và không biết bao nhiêu là sự thấy hiểu sai biệt. Liệu trong một thời gian ngắn của đời này, ta có thể tiêu diệt hết nó được chăng? Người tu hiện nay phần nhiều phước mỏng huệ cạn, chỉ một câu A-di-đà Phật niệm còn không dễ thuần thuộc, đề cập chi đến sự tự tại độ sanh là việc xa vời. Cho nên, điều cần thiết trước mắt là chúng ta nên cầu sanh Tây Phương, trước tế độ mình cho khỏi bị đọa luân hồi, nương thắng duyên ở cảnh giới ấy mà tinh tấn tu hành. Chờ đến khi được chứng quả, đủ trí huệ, biện tài, thần thông, tướng hảo, chừng ấy sẽ trở lại Ta Bà độ sanh mới có phần tự tại. Tuy nhiên, đối với bổn phận và bi tâm của người tu, không phải bác bỏ hẳn sự độ sanh trong hiện đời. Nhưng sự lợi người nơi hiện tại của chúng ta thật ra chỉ ở trong cảnh tùy sức tùy duyên như người rớt xuống dòng mê, vừa tự lội vào bờ, vừa kêu gọi khuyên kẻ khác lội theo mà thôi. Luận rộng thêm, dù chứng đến quả vô sanh, tuy muốn tu cho sáu độ được hoàn mãn, cần phải ở nơi cõi ác trược, nhưng thật ra cũng không thể xa lìa tịnh độ. Tại sao thế? Như trong kinh nói, bậc sơ địa Bồ Tát còn không thể biết chỗ dở chân lên để chân xuống của hàng nhị địa, huống chi là biết được cảnh giới của Như Lai. Vì lẽ ấy, nên trong Hải Hội Hoa Nghiêm, sau khi giảng thuyết mười đại nguyện dương, Đức Phổ Hiền liền dùng lời kệ khuyến tấn chư Bồ Tát khắp trong 51 ngôi vị là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác cầu sanh về cực lạc. Bởi nơi tịnh độ, Phật thường hiện thân, muốn vào cảnh giới thâm mật của Như Lai, Bồ Tát phải năng gần gũi Phật, cho nên những bậc đăng địa Bồ Tát đều phải một mặt phân thân ở các uế độ,
lập bồi công hạnh, mặt khác lại hiện thân nơi các tịnh độ gần gũi học hỏi chư Phật để cầu tiến tu. Sự giảng sanh tịnh độ rất cần cho từ hạng bát địa phàm phu đến bậc đẳng giác Bồ Tát là như thế. Cứ như ba sự kiện trên, nẻo luân hồi có nhiều chướng nạn, nếu chưa chứng quả vô sanh, khi chuyển thế dễ bị hôn mê sa đọa. Cho nên muốn bảo đảm tâm đại bồ đề không bị thối thất và để mãn nguyện này, chẳng những hàng phàm phu như chúng ta vừa gấp giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi trước mắt cần phải cầu giảng sanh, mà đến hàng siêu địa Bồ Tát nếu muốn vào cảnh giới thâm mật của Như Lai cùng hoàn mãn đại nguyện ấy cũng không thể xa lìa tịnh độ.